Xin chào anh em, mình là Hoàn đến từ MHWatt. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một mẫu Omega mà bán chạy và số lượng lớn nhất ở bên mình từ trước tới nay. Và đây là mẫu này là mẫu khá là hot và rất là dễ lên tay. Xin mời anh em chiêm ngưỡng nha. Đây. Đây, mẫu này có mã là 231 20 42 22 06 001. Hai thẻ mới tinh và hai thẻ. Mẫu này là mẫu day date, hay nhiều anh em hay gọi là nhiều khách của mình gọi là cái mẫu mặt cười. Đấy, mình giới thiệu đấy. Rất đẹp. Mẫu day date này là có lịch thứ ở góc 12 giờ và lịch ngày góc 6 giờ. Đây đét là liềng bằng vàng 18K này và liềng bằng vàng 18K này. Đấy. Chỉ giữa cũng bằng vàng khối 18K. Kim và cọc số cũng đều bằng vàng 18K này. Đặc biệt chiếc này lại kim hai đều ba kim đều có dạng qua. Ba kim này đều có dạng quang. Dạ quang này trên cả cọc số nữa này. Các cọc số đều có dạ quang này. Chiếc này cũng dày vừa phải. Tầm độ khoảng 13 mm. Mình thử lên tay. Tay mình 15.5. Lên tay xem sao. 15.5. Cũng không phải là to. Rất là đẹp. Cũng vừa. Và tay em 15.5 tay tròn nên tay cũng khá là vừa vặn đẹp, nên tay bác nào cứ tầm 15.5 cho nên là đeo được chiếc này size 41.5. chiếc này em từ Nhật về, giá đi theo lên tới 1.474.000 yên, giá đi theo rất đắt, rất cao. 1.474.000 yên. Nó rơi vào tầm 330 triệu. Chưa từng gọi là bao gồm cả phí thuế ship. Nhưng mà chiếc này bên em đang bán với giá là 170 triệu. Nó sale 170 triệu. Có fix cho anh em nhiệt tình. Đây. Bộ máy của nó là 8602, có siêu 8602, hai ổ cót. Bộ máy là 8602 hai ổ cót. Bạn chỉnh kỹ bộ máy. Máy 8602 thì có 39 chân kính. Có được 5 giờ. Tần số dao động là 25.200. Omega hoàn thiện rất là cao cấp. Đấy, bằng vàng, chỉ giữa vàng này. Có chuyện vàng AU750. Con này C rất đẹp. 5886 877 05886. Số gì cực kỳ đẹp. Mặt chảy tia nha các bác nhá. Tia sọc từ trên xuống dưới. Niềm bên gen vàng 18K rất dày.
Nguyên siêu luôn, quả nguyên siêu luôn. Đặt luôn. Dây nguyên siêu luôn. Omega hoàn thiện cực kỳ sắc nét. Mình xin nhắc lại về giá chiếc này đang retail khoảng 330-340 và hiện bên em đang sale sẵn hàng là 170 triệu sẵn cả Hà Nội và Sài Gòn. Bên em có nhận giao hàng tận nơi trên toàn quốc, có đặt cọc rồi. Em xin kết thúc mẫu này ở đây và xin gặp lại anh em sau nha.